Quý vị và các bạn thân mến, khoảng 2 tháng trước, trên kênh YouTube Jakarta Show nổi tiếng của Campuchia đã đăng một video với tiêu đề là Kinh tế Việt Nam và chính sách đối ngoại năm 2023 có thể nói trong số rất rất nhiều kênh YouTube bằng tiếng Khmer, thì hầu như kênh nào cũng chỉ chăm chăm nói về việc đòi đất online đối với Việt Nam và Thái Lan. Nếu không đòi đất thì cũng là nói về chuyện chính trị. Nếu không đòi đất thì cũng là nói về chuyện chính trị đảng phái trong nước. Hầu như rất ít kênh chia sẻ lại nội dung tích cực dành cho người dân, khán giả Campuchia như Katina Show này. Vậy chúng ta cùng tóm tắt một chút nội dung video gốc xem một người nổi tiếng ở Campuchia sẽ có nhìn nhận về phân tích như thế nào về Việt Nam ta trong thời hiện đại này nhé. Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn nói về Việt Nam, nền kinh tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam như thế nào. Bắt đầu từ năm 2000, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam tăng 8%, tốc độ tăng trưởng rất nhanh, nhanh hơn cả Campuchia. Các công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ đang đổ xô nhà máy tại Việt Nam. Trước khi nói về tương lai của nền kinh tế Việt Nam, tôi xin trả lời nhiều câu hỏi của các bạn rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có phải là đồng minh không? Câu trả lời là không. Việt Nam không phải là đồng minh của bất kỳ nước nào. Ở Việt Nam có 3 điều luật. Thứ nhất, cấm liên minh với bất kỳ siêu cường nào. Thứ hai, ngăn chặn người nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự trong nước. Thứ ba là không được tham gia chiến tranh cùng bất kỳ quốc gia nào. Trên thực tế, Việt Nam đang phát triển quan hệ hữu nghị với cả 3 cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Nga để gia tăng lợi ích của mình. Việt Nam có quan hệ tốt với Trung Quốc để buôn bán với nhau, họ cũng là hàng xóm của nhau để được bình yên. Và Việt Nam đang cố gắng hòa thuận với Hoa Kỳ để có được doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ. Thị trường lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, trên 100 tỷ USD mỗi năm. Trên thực tế, Việt Nam không tin tưởng Trung Quốc vì năm 1979, Trung Quốc xâm lược Việt Nam và Việt Nam cũng không tin tưởng Hoa Kỳ vì chính sách của Hoa Kỳ luôn thay đổi 4 năm một lần do tùy thuộc vào Tổng thống nên thay có chính sách gì. Suốt 10 năm từ năm 1979 đến năm 1989, Việt Nam không rút quân khỏi Campuchia vì có Liên Xô viện trợ 1 tỷ đô la mỗi năm. Vì vậy, họ phớt lờ áp lực từ Trung Quốc và Mỹ. Nhưng khi Liên Xô sụp đổ năm 1900 thì họ đã mở cửa với thế giới, làm hòa với kẻ thù để làm ăn. Xét trong thời điểm hiện tại, nếu Campuchia muốn phát triển và có quốc thái dân an thì phải ổn định quan hệ với Thái Lan và Việt Nam, không thể để xảy ra chiến tranh với hai nước này. Quân đội của họ lớn hơn và mạnh hơn của chúng ta rất nhiều. Và ngược lại, nếu quân đội của chúng ta lớn hơn và mạnh hơn, chúng ta cũng không nên gây chiến tranh với các nước láng giềng. Chỉ có hòa bình và ổn định mới mang lại sự thịnh vượng cho dân tộc, chứ không phải là hận thù và chiến tranh. Người Việt Nam rất thông minh khi bỏ qua hận thù để sống hòa bình và làm ăn với những kẻ thù năm xưa làm hại họ. Mặt khác, Việt Nam có cơ sở hạ tầng tốt và có dân số đông làm việc chăm chỉ giống như người Trung Quốc. Mục tiêu của Việt Nam là trở thành nước có thu nhập trung bình. Năm 2030, tôi nghĩ Việt Nam sẽ làm được mục tiêu này. Nếu Việt Nam thực sự làm được thì quá tuyệt vời với một đất nước có dân số 100 triệu người. Một đất nước mà trước đây lương chỉ có 300 đô la Mỹ một tháng và vào năm 2030 có thể nhận được 1.000 đô mỗi tháng thì quá tốt. Nó sẽ tốt hơn so với Thái Lan. Tôi không nói rằng Việt Nam là hoàn hảo, họ vẫn là một quốc gia có hệ thống, nhưng họ đang phát triển và không có gì có thể ngăn cản họ. Nếu Việt Nam phát triển kinh tế đến mức thu nhập 1.000 USD trên mỗi tháng, tôi nghĩ người dân Campuchia, một số người trong chúng ta có thể không đi làm việc ở Thái Lan mà có thể sẽ đi làm việc ở Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số điểm chính trong ý kiến của chủ kênh người Campuchia khi nói về phong cách ngoại giao, cách làm ăn kinh tế của Việt Nam. Nhưng quan trọng là góc nhìn hướng đến hòa bình với các nước láng giềng của chủ kênh này là một điểm sáng trong rất nhiều các nội dung khác bằng tiếng Khmer. Và sau đây chúng ta cùng nghe xem khán giả Campuchia sẽ nói gì nhé! Nghe trên kênh Idol News mà thấy tiếc cho dân tộc ta năm xưa tan nát, xin đừng để lịch sử lặp lại. Tôi lo người dân Campuchia chúng tôi ghét Việt Nam, không chịu học hỏi. Ngày sau họ lớn lên chúng tôi không tiến bộ lên, họ sẽ dẫm đạp lên chúng tôi. Chẳng hạn một ngày nào đó Việt Nam có vũ khí hạt nhân, chúng ta sẽ trở thành quốc gia mà Việt Nam thử hạt nhân. Tôi không dám nói ra nhưng cháu gái tôi chưa biết những người làm tổn thương người Khmer đã từng được coi là bạn bè trong một vạn năm. Ở thế hệ của tôi, số người sống sót ở Campuchia không nhiều, bị giết để trả thù thời Pol Pot và chết ở trại A5.
Vì vậy, cho đến khi chúng ta yêu Việt Nam, chúng ta có thể học hỏi từ Việt Nam, phải không? Tôi còn trẻ nhưng đối với lịch sử, tôi đã học được rất nhiều vì sở thích của mình. Điều rõ ràng nhất mà tôi gặp phải là rất nhiều sự xuyên tạc lịch sử. Tôi muốn nói rằng thế hệ sau xin là đừng xuyên tạc lịch sử nữa. Có rất nhiều điều mà kể cả những người thuộc thế hệ trước cũng có thể đã hiểu sai, có thể là do họ oán giận hoặc có dụng ý nào đó. Chẳng hạn trong câu chuyện về Lonon, có người giải thích rằng Lonon là người tốt và yêu nước. Nhưng theo tìm hiểu của tôi thì Lonon không tốt chút nào, chính ông ta mới là người đưa đất nước bước vào chế độ cánh đồng chết. Một điều nữa đối với chúng ta ngày nay, ví dụ như về Việt Nam, vì chúng ta ghét Việt Nam, một số người luôn lấy cớ và bây giờ họ lấy hết đất đai của chúng ta. Khi tôi cố gắng yêu cầu bằng chứng hoặc điều gì đó để chứng minh thì họ lại im tịt. Điều chủ kênh muốn giải thích là sự thật trong lịch sử, nếu không thế hệ sau sẽ sống trong cảnh uất ức, không tiến bộ và để đất nước trở thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Kiềm chế cảm xúc và tiếp tục phát triển là việc làm đúng đắn của cả dân tộc. Xin cảm ơn. Bạn phải hiểu rõ rằng, việc chỉ cởi áo, họ giả vờ lên xe về nước, chúng ta thấy họ lên xe ban ngày, còn ban đêm họ lại đánh xe quay lại vào Campuchia. Một giờ sáng chúng vào nước ta, chúng tiếp tục ẩn náu ở những vùng hẻo lánh hoặc vùng mà người Khmer ít người, đông nhất là tỉnh Kampong Speu. Chúng chờ bộ đội Việt Nam về sống ở vùng đó rất nhiều vì khu vực này yên tĩnh và hẻo lánh trong rừng sâu. Chúng bắt bộ đội Việt Nam về tỉnh Kampong Speu, rồi tuyên bố đuổi hết người dân ở đây đi. Bạn nào chưa biết, chưa hiểu thì đừng đi sâu. Mặt khác, chúng thường tuyển mộ những người Khmer, những người Campuchia Krom đã bị chúng tẩy não để gia nhập quân đội và giả vờ trao cho chức vụ lãnh đạo nào đó vì những người Campuchia Krom đã hiểu biết một số người Khmer trong nước và cũng đã biết cả tiếng Việt. Đồng thời, chúng gửi rất nhiều người dân của chúng sang Campuchia làm việc khác. Việt Nam gian xảo lắm, ra ban ngày, trở lại vào ban đêm, ôi đất nước! Tại sao hầu hết các dân tộc không biết về cách gian lận của Việt Nam? Trước đây tôi không biết về chính sách đối ngoại của Việt Nam sau khi nghe video này. Tôi cũng nghĩ rằng Campuchia nếu thực hiện tốt chính sách đối ngoại giống như thế này thì nhất định sẽ được lợi rất nhiều. Đất nước chúng ta yếu kém về kinh tế và kiệt quệ bởi những khuynh hướng chính trị mâu thuẫn nhau khiến chúng ta mất thời gian và tiền bạc hàng năm. Lịch sử là một bài học để hiểu và ngăn ngừa nó tái diễn. Chúng ta không nên thù oán nhau. Vấn đề chính của chúng ta bây giờ là nhanh chóng phân định ranh giới nhà nước, chấm dứt khuynh hướng chính trị, tô vẽ lẫn nhau, phát triển và bảo tồn tài nguyên, con người, văn hóa, nghệ thuật, chủ nghĩa dân tộc. Thế nước mới thịnh vượng được, ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi các quốc gia này đều bắt đầu từ con số 0 và phát triển vượt bậc như chủ nghĩa dân tộc cũng như việc sử dụng sản phẩm quốc gia trước khi sử dụng sản phẩm nước ngoài. Họ không quan tâm đến giá cả mà chỉ quan tâm đến thương hiệu quốc gia. Trung Quốc đã hy sinh vì chúng ta. Trung Quốc đã hy sinh rất nhiều năng lượng để khai thác ở Campuchia thì có. Ai cũng biết người Việt Nam rất thông minh trong việc làm ăn và bảo vệ lãnh thổ. Họ không để xảy ra tình trạng mất đất của chính mình. Không như chúng ta, vì cãi nhau mà mất hết đất, cuối cùng phải chạy sang nương nhờ. Tôi thật sự muốn tất cả chúng cũng làm được như thế. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển ở hầu hết mọi lĩnh vực như nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, du lịch, quân sự. Nhiều công trình xây dựng đang trên đà phát triển. Không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam tăng trưởng vượt bậc so với trước đây. Cảm ơn chị Kanita đã chia sẻ. Campuchia cần làm bạn với Việt Nam, không phải Trung Quốc. Theo tôi, Việt Nam sẽ chọn con đường của Mỹ trong tương lai, tôi tin như vậy. Nếu anh chị em Campuchia của chúng ta chuyển sang ủng hộ nhiều sản phẩm địa phương hơn, tôi tin rằng điều đó sẽ giúp nền kinh tế địa phương phát huy hết khả năng của mình. Cuối cùng thì tôi vẫn xấu hổ khi nghe bạn nói rằng người Campuchia sẽ ngừng tìm việc ở Thái Lan mà sẽ đến Việt Nam tìm việc. Hóa ra tôi chỉ thay đổi quốc gia làm việc. Pol Pot không giết người Khmer, người Việt đứng đằng sau việc giết người Khmer. Và Việt Nam làm điều đó để giúp đỡ Sihanouk. Trung Quốc giúp cung cấp vũ khí cho Pol Pot để tấn công Việt Nam, còn Sihanouk giúp Việt Nam diệt Khmer. Có một người Campuchia đã phản hồi lại bình luận này như sau. Anh à, anh hiểu sai lịch sử rồi. Chính vì sự xuyên tạc lịch sử của chúng ta sẽ làm cho thế hệ sau hiểu sai. Vì vậy, mong các thế hệ sau đừng lan truyền những câu chuyện không rõ ràng sẽ dẫn đến mất đi dấu vết của lịch sử. Trong mắt người Việt Nam, Khmer vẫn là con gà nướng. Việt Nam vẫn trên vai Khmer. Người Việt vào sống trên đất Khmer, ăn bám Khmer. Cứ hỏi người dân sống dọc biên giới là biết.
Chỉ có Thái Lan và Việt Nam là thông minh, không đứng về phe nào cả, không như nước mình đã chọn đứng về một phía. Rất muốn nước ta có những công ty lớn đầu tư, những nhà máy công nghiệp nặng đầu tư, nhưng nhà nước ta có làm được không và làm như thế nào? Lâu lắm rồi không thấy các chính sách để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Điều Campuchia cần làm là ra sức giữ gìn lãnh thổ 181.035 km², giữ gìn tốt truyền thống văn hóa phong tục và ra sức phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng trong sạch, không đối kỵ với láng giềng để gây chia rẽ, nhất là không để xảy ra chiến tranh như xưa. Khmer làm được thì tốt, thế kỷ 21 rồi, Campuchia cũng phải được như họ. Tôi muốn người Campuchia tốt lên, nhưng một số người Campuchia chỉ trích và khăng khăng cho rằng tôi nói không đúng. Nếu vậy thì Campuchia làm sao phát triển được như họ? Muốn giữ đất phải đến khi nào chúng ta có những người lãnh đạo yêu nước, yêu đất, yêu đồng bào Khmer, đừng nợ nần gì họ, đừng làm bù nhìn. Sẽ ra sao nếu ngày nay chúng ta có một lãnh đạo như Hun Sen là một tên bù nhìn, được họ thăng tiến, sợ mất ghế chứ không sợ mất nước. Chỉ có dân Campuchia là tù đầy, tham nhũng mà thôi, chúng ta có thể hy vọng điều gì? Việt Nam rất thông minh, ra tay trừng trị tham nhũng, lãnh đạo giỏi, thay người lãnh đạo để mở rộng lãnh thổ từ nhỏ đến lớn, họ thông minh. Chị có thể giúp chỉ ra làm thế nào để thu hút đầu tư nước ngoài vào Campuchia như Việt Nam đã làm không? Và Việt Nam sẽ hùng mạnh như Nhật Bản trong tương lai thật sao? Kẻ thù cũng có thể là bạn, bạn bè cũng có thể là kẻ thù. Việt Nam đàn áp người Khmer, nhưng Việt Nam cũng giúp đỡ người Khmer. Chính trị rất phức tạp. Cảm ơn kênh đã cho tôi ý thức hơn rằng người dân Campuchia không nên gây mâu thuẫn với Việt Nam và Thái Lan. Qua video, chị làm em bớt giận Thái Lan đi rất nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Campuchia không thông minh như Việt Nam. Campuchia chỉ khuyến khích người dân ghét phương Tây mà không biết rằng chúng ta nhập khẩu bao nhiêu tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi năm. Tôi muốn các bạn đừng ngại nói chuyện mất đất Campuchia Krom và đảo Phú Quốc mà Việt Nam đã lấy và hãy nói với người Khmer là chúng ta hãy lấy lại đất vì nó đã bị mất. Và đó là lý do tại sao những người biết tiếng Khmer luôn sợ nói. Họ sợ chết, sợ bị đi tù. Một ngày nào đó, Phú Quốc Campuchia Krom sẽ trở lại. Khmer người ta sống ở đó khó khăn lắm, không muốn rời xa quê hương. Vào tháng 1 năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết bãi nhiệm Phó Thủ tướng về 3 tội danh tham nhũng. Vào tháng 3 năm 2023, Quốc hội Việt Nam bãi nhiệm Chủ tịch nước tuần đầu tiên của tháng 4. Hơn 50 giám đốc các hãng lớn như Boeing đã sang Việt Nam. Theo tuần thứ 2, Bộ trưởng Kinh tế Hoa Kỳ và một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ sang Việt Nam, rồi Ngoại trưởng Mỹ sang Việt Nam. Tháng 6 này, Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam. Hỡi con sói Khmer, hãy nhìn Việt Nam thông minh thế nào. Không nghĩ rằng một người Cambodia lại nghiên cứu sâu về Việt Nam đến vậy, giá như trí tuệ này dùng để phát triển Khmer thay vì dùng để chống phá Việt Nam thì Cambodia sẽ nhanh giàu. Hãy nhớ rằng con thú Việt Nam này không từ bỏ ý định xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta. Tôi không đồng ý với chủ kênh Cộng sản Việt Nam đã xâm chiếm lãnh thổ Campuchia từ hàng trăm năm trước và họ vẫn tiếp tục xâm chiếm lãnh thổ Campuchia trong thời gian này. Nhưng họ làm theo cách lạnh lùng mà quốc tế sẽ không biết họ đã làm gì. Họ cứ hàng ngày đưa cho người của họ sang sống ở đất nước Campuchia mà không có giấy tờ hợp pháp. Đó là cách họ âm mưu chiếm lấy đất nước Campuchia trong 100 năm tới. Tôi lo khi Việt Nam lọt top kinh tế, liệu họ có tham vọng như Trung Quốc? Tại sao người Trung Quốc và Việt Nam làm việc chăm chỉ? Nếu chúng ta so sánh công dân Campuchia của chúng ta và hai công dân đó, chúng ta phải làm việc thêm bao nhiêu? Vì vậy, Campuchia cần phải quay trở lại làm việc như Việt Nam để Hoa Kỳ đối xử với chúng ta như Việt Nam. Chúng ta nên thôi nói về các quốc gia tôn trọng nhân quyền, dân chủ, đa nguyên. Chẳng lẽ Campuchia sẽ mất vào tay Việt Nam sao? Ngày nào chúng cũng phá đồn biên phòng của ta, tôi vẫn cho rằng Việt Nam muốn nuốt chửng Campuchia mãi mãi. Dưới bình luận này có một người Campuchia sống ở biên giới cho hay. Bạn có rõ vị trí không? Tôi ở Ta Kheo giáp biên giới với Việt Nam nhưng đất đai vẫn vậy. Người Việt Nam biết sự thật trước mất mát và phát triển đất nước, không tin vào quá khứ hay lời nói của bất kỳ ai. Họ chỉ nghĩ đến tương lai để đất nước phát triển nhanh hơn, Việt Nam sẽ không có ý định hại nhà đầu tư. Còn Campuchia thấy ai sang đầu tư ở Campuchia thì người dân Campuchia luôn nghĩ là họ muốn chiếm nước họ và rồi Campuchia phát triển chậm hơn các nước khác là do chính người dân Campuchia tự phá bỏ sự phát triển của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy trong phần bình luận đã có một số người Campuchia thay đổi cách nhìn và quan điểm đối với các nước láng giềng theo hướng hữu nghị thân thiết sâu hơn. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là các bình luận tuyên truyền, xuyên tạc về hành động cứu giúp nhân dân Campuchia khỏi bàn tay Pol Pot của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Thậm chí nhiều người còn bịa đặt Việt Nam phá đồn biên phòng của họ, muốn chiếm đất của họ. Còn các bạn nghĩ sao về các bình luận của dân mạng Campuchia ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới nhé! Video của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video ngày mai!